Thưa quý khán giả, theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đến ngày 6 tháng 8, cả nước có 306 ổ dịch tả lợn châu Phi thuộc 99 huyện của 29 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Số lượng mắc bệnh trên là 32.200 con, số lượng chết và tiêu hủy là trên 32.300 con. Địa phương có số lượng bị chết tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi lớn phải kể đến như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh và Quảng Ngãi. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát như vậy, liệu cuối năm có thiếu thịt và nguồn cung thực phẩm hay không? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay cho đến cuối năm, nguồn cung thực phẩm hoàn toàn đảm bảo. Bộ Nông nghiệp vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp để ổn định tình hình chăn nuôi, đáp ứng về nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 7 tháng năm 2024, sản lượng thịt các loại đạt 4,8 triệu tấn, tăng trên 3%. Trên 20 tỷ quả trứng, sữa đạt 1,3 triệu tấn. Riêng đàn lợn với gần 30 triệu con, tăng 2,9%. Thủy sản khai thác và nuôi trồng đạt 5,2 triệu tấn. Nguồn thực phẩm hoàn toàn đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng. 7 tháng đầu năm đã xuất khẩu thức ăn hơn 800 triệu đô la và sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu là 288 triệu đô, tăng 4,9%. Thủy sản là 5,29 tỷ và tăng như vậy là 7,3%. Như vậy cái nguồn thực phẩm nói chung thì chúng ta yên tâm. Đối với dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua một số địa phương ở phía Bắc đã bùng phát dịch như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bùng phát dịch là do người chăn nuôi không tiêm vaccine phòng bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi đã khẳng định mức độ bảo hộ tới 93%. Do vậy, các địa phương cần phải tăng cường truyền thông đến người dân về hiệu quả của vaccine dịch tả lợn châu Phi để bảo vệ đàn lợn. Sau quá trình nghiên cứu về virus, về môi trường, về quy trình sản xuất, về đánh giá, về kiểm nghiệm, về khảo nghiệm, thì chúng ta đã công bố vaccine. Và cái kết quả nghiên cứu đó có cả quá trình phối hợp với Hoa Kỳ, chứ không phải tự ta làm được đấy. Thế và cái đáp ứng dịch nó rất tốt như thế. Tuy nhiên hôm nay phải nói là cái mức độ tiêm vaccine còn rất hạn chế. Rất hạn chế. Do vậy mà với cái mức độ nguy hiểm của cái bệnh, đó là đường lây truyền, đó là đặc tính virus, đó là chăn nuôi nhỏ lẻ, đó là không an toàn sinh học, cho nên vẫn lại xảy ra. Thì trước cái tình hình này thì Thủ tướng đã có một cái chỉ thị chuyên biệt về dịch tả châu Phi. Và chúng tôi cũng đã truyền thông nhờ các báo chí và các phương tiện chúng ta truyền tải cái chỉ thị này vào cuộc sống. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 8 tới đây, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn bền vững, bàn về các vấn đề chăn nuôi để đảm bảo nguồn cung cũng như phục vụ xuất khẩu. Với việc chuẩn bị từ bây giờ, nguồn thực phẩm nói chung, thịt lợn nói riêng hoàn toàn đảm bảo, đáp ứng được nguồn cung trước, trong và sau Tết. Thưa quý khán giả, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp đang đặt ra những yêu cầu lớn đối với trách nhiệm môi trường của một quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Net zero hay phát thải ròng bằng không đang trở thành mục tiêu chung và Việt Nam không nằm ngoài mục tiêu này. Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm đồ uống đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời cũng để tạo ra các giá trị về mặt kinh tế. Là doanh nghiệp sản xuất nước giải khát đầu tiên, đầu tư và sở hữu hệ thống dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic do tập đoàn GEA Đức phát triển. Đến nay, sau hơn 15 năm, Tân Hiệp Phát sở hữu tới 12 hệ thống dây chuyền công nghệ cao này. Trong đó, riêng của GEA có 10 dây chuyền sản xuất với tổng trị giá trên 300 triệu đô la Mỹ. Vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu, hiện doanh nghiệp này đã có những kết quả tích cực. Tiên là mình đã ở mục tiêu là cấp 1 và cấp 2, tức là bên trong nhà máy. Với mục tiêu mình giảm phát thải khí nhà kính trong cấp 1, cấp 2, trong hướng tới là năm 2027 và 2030 mình có thể đạt được trung hòa carbon. Và với trên khoảng năm 2030 đến 2035 mình sẽ đạt được ở cấp 3. Theo đại diện GEA Procomac, công nghệ tiên tiến của Aseptic không chỉ giúp các sản phẩm giữ lại được tối ưu hàm lượng chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, mà còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu lượng nhựa sử dụng trong quá trình sản xuất bằng cách giảm trọng lượng của chai nhựa. GEA và Tân Hiệp Phát đã phối hợp để giảm tới 50% trọng lượng chai từ 27g xuống 13,5g, đồng thời giảm hao hụt trong quá trình sản xuất, giảm cả điện và nước sử dụng, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.
Đổi mới tiếp theo của chúng tôi sẽ tập trung vào các bộ phận khác của dây chuyền như máy thổi. Các bộ phận đó hoạt động trong điều kiện không vô trùng. Điều đó có nghĩa là sử dụng nhiều nhựa và nhiều nước hơn. Bằng cách chuyển máy thổi từ điều kiện không vô trùng sang vô trùng, chúng tôi sẽ tiếp tục giảm lượng nhựa tiêu thụ và tiết kiệm nước, đồng thời hỗ trợ Tân Hiệp Phát trên con đường đạt được mục tiêu trung hòa carbon đầy tham vọng của mình. Dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc giảm phát thải như áp lực cạnh tranh, yêu cầu đổi mới công nghệ, hạn chế về công nghệ và tài chính, nhưng sự hợp tác giữa Tân Hiệp Phát và GEA là những bước tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong việc hưởng ứng và đưa vấn đề xanh vào trọng điểm hoạt động nhằm tiến tới mục tiêu đưa phát thải ròng về mức bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Tiếp tục với các thông tin về thị trường nông sản. Thu về hơn 40 triệu đô la từ đầu năm được nhiều quốc gia như Ấn Độ, Mỹ săn lùng. Hoa hồi đang trở thành loại gia vị đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gia vị của Việt Nam. Đáng chú ý, trên thế giới cây hồi hầu như chỉ có tại Việt Nam và Trung Quốc cũng như có thể sản xuất hồi với số lượng lớn nhờ điều kiện thuận lợi. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu 1.662 tấn hoa hồi với kim ngạch đạt 7,8 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với trong tháng 6. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Ấn Độ với 1.062 tấn, chiếm 63%. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, nước ta đã xuất đi 8.685 tấn hoa hồi với kim ngạch đạt gần 42 triệu đô la Mỹ, tăng 5,1% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu trong số các thị trường xuất khẩu của Việt Nam với 5.472 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo lần lượt là các thị trường Mỹ với 601 tấn, tăng 7,9%, Đài Loan 276 tấn, tăng mạnh 228%, Trung Quốc 259 tấn, giảm 63%. Thưa quý vị, bong bóng cá thường là phần nhiều người bỏ đi khi mà chế biến. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng là loại phụ phẩm này lại đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đồng thời, bong bóng cá tra là một trong những loại hải sản khô đắt nhất thế giới, đặc biệt là được người Trung Quốc ưa chuộng. Đây cũng chính là thị trường đầy tiềm năng cho mặt hàng này của Việt Nam. Trong tháng 7 đầu năm nay, xuất khẩu bong bóng cá tra ước đạt khoảng 50 triệu đô la Mỹ, riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đã mang về 40 triệu đô la Mỹ, chiếm 80%. Trên thị trường, bong bóng cá tra sấy khô có nhiều mức giá khác nhau, đơn cử như bong bóng cá ba sa loại đẹp có giá 160.000 đồng 100 gram, bong bóng cá ba sa ống là 170.000 đồng 100 gram, bong bóng cá chẽm giá 350.000 đến 850.000 đồng trên 100 gram, bong bóng cá tuyết là 300.000 đồng trên 100 gram, bong bóng cá đường có giá 8,2 triệu đồng trên 500 gram, bong bóng cá tra giá là 850.000 trên 500 gram. Trong y học cổ truyền, bong bóng cá được đánh giá cao vì khả năng bổ thận, bổ máu. Nó thường được sử dụng trong các món súp và nước dùng nhằm cải thiện sức khỏe khớp, tăng sức chịu đựng cho cơ thể và giảm viêm. Nhờ đặc tính giúp phục hồi mà bong bóng cá được sử dụng phổ biến trong thực phẩm chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật và sau sinh, hỗ trợ phục hồi và nâng cao sức khỏe tổng thể. Những ngày qua thì giá cà phê tại thị trường nội địa dao động quanh 121.000 đồng một ký, tăng tới 2,5 lần so với thời điểm này năm ngoái. Người nông dân vô cùng phấn khởi, nhưng ngược lại doanh nghiệp lại lo lắng về nguồn cung cà phê khan hiếm. Dự báo tình trạng này sẽ còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến xuất khẩu mặt hàng tỷ đô này. Theo nhiều chuyên gia thì sản lượng cà phê trong một vụ tới sẽ giảm từ 15% đến 20% do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và diện tích trồng cà phê không thể mở rộng thêm. Niên vụ 2023-2024, diện tích trồng cà phê là hơn 709.000 ha, sản lượng cà phê giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,47 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, làm giảm mạnh nguồn cung cà phê trên thị trường thế giới. Dự báo, sản lượng cà phê vụ tới sẽ giảm tới 15-20% do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và diện tích trồng cà phê không thể mở rộng thêm. Tình trạng khan hiếm nguồn cung đẩy giá lên cao sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Cà phê được giá đi kèm với nguy cơ phát triển nóng, bất chấp mở rộng diện tích trồng là việc từng xảy ra với nhiều loại cây trồng khác. Thực trạng này đòi hỏi các địa phương phải có giải pháp ổn định. Từ cuối năm nay, mặt hàng cà phê khi xuất khẩu sang thị trường lớn như EU sẽ phải chứng minh xuất xứ không gây phá rừng. Vì thế, đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao chất lượng là thách thức của ngành cà phê trong thời gian tới.